Cơ sở đồ của Vị Tuấn xin kính chào anh chị cùng toàn thể quý vị và các bạn. Lúc này là 7 giờ 30 buổi tối Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2021. Và hôm nay đơn vị Vị Tuấn của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị, tới quý anh chị một chiếc sập dừa cũ tái được làm theo lối cổ và là chiếc sập phiên bản đặc biệt hàng đẳng cấp và đỉnh cao luôn. Chiếc sập này 100% là gỗ Hụ Ta Quảng Bình và đã được đơn vị của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp cũng như là xi sáp đánh trơ vân gỗ theo đúng lối cổ. Và sập này thì có kích thước là chiều dài trên mặt là 2m1 nhân chiều sâu là 1m70. Và mặt sập kia là mặt hai lá, một tấm gỗ bông làm đôi. Và lá mặt sập là dày đủ đậu 2/2. Và chiều cao của sập là từ mặt đất lên mặt sập kia là 59 phân. Quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp cho đơn vị của chúng tôi thông qua hai số điện thoại trên màn hình kia là 083-626-9999 hoặc qua số Zalo là 0985-230-888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội. Do thì dịch bệnh cũng như là rất là bận công việc đâm ra chúng tôi giờ mới cho lên đoạn video clip ngắn để gửi tới toàn thể quý vị cái sản phẩm này, siêu phẩm đỉnh cao này của quay ban đêm. Và quý vị nào mà thực sự có nhu cầu mà thì có thể liên hệ trực tiếp để có những cái thông tin chi tiết nhất của sản phẩm này cũng như là mua trực tuyến online với đơn vị của chúng tôi luôn. Do tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng đó, thì hôm nay chúng tôi đi trả hàng cho khách thì cũng phải rất là cẩn thận đó, để dịch Covid nó đang hoành hành nam rất là rộng. Và cũng chúc quý vị là thật là đảm bảo sức khỏe. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu luôn cho quý vị cái mặt tiền này trước. Đó, và đây là trên mặt này, mặt hai lá này, một tấm gỗ bông đôi. Và cái sập này thì đã được dùng trường cổ độ trên 40 năm rồi. Và hàng siêu đỉnh cao luôn. Đây là sập dưa nhá, sập dưa được làm theo đúng lối cổ và 100% là gỗ Hụ Ta Quảng Bình. Và đây dáng chân đấy ạ, hàng bản đặc biệt cao cấp luôn. Đây dáng chân dưa đây, dưới là quả ca và đây cái chân này là hình một quả dưa luôn. Hình một quả dưa luôn thưa quý vị. Đấy, quý vị thấy là đúng như một quả dưa luôn và đục cong rất là khéo luôn. Dẻo và đầu cái chân này thì là đúng cái hoa dưa đây. Đấy, đúng là cái hoa dưa ở cái quả đây ạ. Và đây cái hoa dưa đục lên rất là đẹp luôn. Và đây là chùm một cái lá dưa, những cái quả con vắt ra. Và vào thân cây chính này. Đấy, thân cây chính này thì được đục, thân cây dưa được đục rất là đẹp luôn, dẻo. Các cái mắt mấu này từ những cái lá dưa này. Đó, những cái quả dưa gang ra rất là đẹp luôn đây. Đó, rất dẻo và hàng được đục thủ công bằng tay. Và trên này đục hạt bột và dưới này là một đường soi động của cổ. Và đây là ống tơ của mặt sập. Và chúng tôi cam kết nhá, hàng này là hàng đục thủ công bằng tay 100% luôn. Quý vị có kiểm tra thấy can thiệp của đục máy, tôi tặng quý vị luôn cái sản phẩm này luôn. Thế nên là hàng rất là nghệ thuật đỉnh cao do nghệ nhân thực thụ chế tác ra. Và phần này thì hai chú sóc đang đùa với nhau. Đó, chúng tôi bán cũng được, một năm tôi sưu tầm bán được chừng độ vài chiếc như này thôi. Cũng không có hàng để bán những hàng này. Đó, và đây là con sóc đây ạ. Đó, và đây, một con thì lao ra, một con thì đang ngửa bụng lên để đua. Và đây là những bông hoa dưa. Những bông hoa dưa, bông hoa lở lên và bông hoa úp xuống cùng với có cái dây dưa đây. À, dây dưa nhánh đây, cuốn qua cái thân chính. Và vào phần giữa này là hai quả dưa gang rất là to đây, ở phần chính của ô luôn, của dạ dọc. Đó, của phần tiền đây. Đó, hai quả rất là to cùng như là một chú sóc nữa. Đấy ạ. Nghệ nhân đục 3-4D luôn nhá thưa quý vị. Đây, tôi quay quý vị xem đây. Đây, cũng đủ mắt này. Đó, đủ mắt nhá. Đúng chiều 4-4D luôn. Xem chiều nào cũng là đẹp. Còn bình thường chỉ nhìn ra một chiều như này. Nếu người thợ đục bình thường chỉ ra một chiều như này thôi. Thì đây là chiều trong chiều ngoài như nhau. Đó, và hàng đúng theo lề lối cổ nhá. Không phải là đục theo lối mới. Đó, không cần phải kênh bông máy móc quá. Nhưng những cái led cổ này thì nó mang lại cái giá trị cực kỳ là sâu. Nhìn có chiều sâu nhá thưa quý vị. Đó, đây tôi đi một lượt, bên kia cũng, bên này cũng tương tự như bên kia. Đó, dáng chân quá dẻo luôn. Gỗ thì lên men đen rức luôn, đen sừng luôn, như sừng trâu luôn. Đó, và đây tất cả mặt tiền. Do ban tối nó ra que ánh sáng sẽ không đủ. Và đây là ở đốc ngang. Đốc ngang thì cũng đục tương tự như vậy, nhưng một số chi tiết sẽ giảm bớt do cái khổ nó ngắn hơn. Đó, để cho nó không bị rối chân đằng sau. Thế tôi chỉ quay qua thôi. Rất đẹp luôn. Và bên này thì nó hơi mắc, đây là bên này nó mắc, cái này tôi không quay được. Cũng y xì tương tự như bên kia. Và phần lá đây là mặt hai lá. Đó, mặt hai lá, một tấm gỗ bông đôi và lá dày là dày 2/2. Và đây vân gỗ đấy ạ. Và hàng này phải nói là kín bén cháy nha thưa quý vị. Đó, chúng tôi thẹp lại, kín bén cháy hết rồi. Không bao giờ sợ co ngót, riêng cái sập này nó quá lâu. Nếu mà những cái sập nó dùng tầm 5-7 năm thì vẫn còn độ co. Nhưng cái này thì phải khẳng định luôn là không co nữa. Nó chỉ lở ra thôi, trời mưa lùm nó chỉ đạp ra thôi. Đó, và đây, mặt thì chất gỗ lên men giá đanh của những cái sập mà của những cái thập niên 90. Nó rất đẹp. Mà lá trong cũng thế, lá cân nhá, hai lá cùng một hộp, hai lá này một tấm mở ra bong làm đôi.
cực kỳ giá trị, không phải là lệch nha thưa quý vị. Đó, và cái ánh gỗ, cái ánh chất gỗ của những cái sập sầu tuổi thì nhìn cái này nhận ra luôn, rất đẹp. Đó, và mọi thông tin chi tiết quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi. Và quý vị xem video của chúng tôi thì nhớ đừng quên đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể liên tục cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang lên hàng ngay. Và ngoài cái sản phẩm này ra thì đơn vị của chúng tôi còn rất là nhiều đồ, những món đồ gỗ khác để phục vụ quý vị và các bạn. Và do những cái ngày như này thì nhà nước đang chống dịch rất là quyết liệt, đâm ra là cơ sở chúng tôi sẽ lên được ít hàng hơn. Đó, ít hàng hơn. Đó, cho nên là quý vị tiện cố gắng để theo dõi. Và quý vị hãy chia sẻ video clip của chúng tôi để video clip của chúng tôi lan tỏa hơn, nhiều người biết tới cửa hàng của chúng tôi hơn, là một cách ủng hộ rất là thiết thực để giúp chúng tôi có thêm thật nhiều động lực để chúng tôi sẽ đi sưu tầm cũng như là sản xuất, làm ra thật nhiều mẫu mã đẳng cấp cũng như là mẫu mã lạ, độc, đẹp để phục vụ được tất cả các quý vị ở trên mọi miền Tổ quốc. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.